tiếp tục là siêu phẩm tủ lạnh nội địa Nhật có 102 ở trên thị trường. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. 3 4 hôm không lên clip mà khách hàng hỏi thăm rất là nhiều. Thực sự đây là một cái niềm vui và cũng là cái điều mà khích lệ động viên những người làm kinh doanh và cũng là những người mà xây dựng kênh YouTube như tôi. Rất là vui khi là được khách hàng luôn quan tâm và ủng hộ. Ngày hôm nay tôi sẽ lên cho các bạn một mẫu tủ lạnh nội địa Nhật đến thương hiệu Panasonic với những khách hàng mà luôn quan tâm theo dõi kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật thì các bạn sẽ thấy là cách đây khoảng vài hôm tôi cũng đã lên một mẫu tủ Panasonic tương tự như mẫu tủ này. Đó thế nhưng chỉ khác là mẫu tủ đó là có dung tích lên đến 650 lít còn mẫu tủ này thì dung tích là 600 lít bé hơn một chút. Mẫu tủ hôm trước thì vừa lên clip đã có khách ở Sài Gòn mua luôn rồi. Đó thì vị khách hàng này mua thêm một cái máy rửa bát nữa. Anh rất tâm lý. Mua máy rửa bát cho vợ. Thực sự là À, những người chồng tâm lý là những niềm hạnh phúc của các bà vợ đúng không ạ đó nếu mà à, anh chồng nào mà muốn tâm lý thì có thể liên hệ lại với tôi để được tư vấn về máy rửa bát thôi tập trung về nội dung chính clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một mẫu tủ lạnh đến từ thương hiệu Panasonic model cao cấp nhất đó chỉ có mỗi cái là dung tích không lớn nhất thôi dung tích 600 lít cũng là một cái dung tích rất là lý tưởng để chúng ta để đồ ăn một cách thoải mái đây là một mẫu tủ của Palasolic được tích hợp nhiều công nghệ nhất. Chúng ta sẽ cùng đi xem, xem nó có những cái gì hay. Đầu tiên bên ngoài thì tôi thấy rất là ấn tượng bởi cái gam màu của nó và cái thiết kế mới. Thiết kế mới chính là cái thiết kế kính, mặt kính chịu lực chống xước, thế nhưng lại là kính xám mờ. Và cái mặt kính này thì cho chúng ta thấy được một sự sang trọng, khỏe khoắn và cứng cáp. Nó không bóng như mặt kính ở các mẫu đời trước. Nếu các bạn nhìn thì các bạn cũng sẽ chung với cảm xúc như tôi là nhìn nó rất là cuốn hút rất đẹp các bạn ạ đó cứ nói là hàng nhật về điểm thẩm mỹ không cao như hàng đức và hàng ý hàng châu âu thế nhưng mà tôi thấy nó cũng có những cái vẻ đẹp riêng mà hàng đức và hàng châu âu không có được đấy chính là khỏe khoắn và cứng cáp các bạn ạ khi chúng ta để vào trong cái khoang nội thất nhà chúng ta đó khoang tủ bếp thì nó sẽ rất dễ hài hòa kết hợp với lại cái không gian tủ bếp của chúng ta gam màu thì chúng ta thấy nó là một gam màu xám màu xám nhưng mà À, nếu như mà nó sẽ có thể thay đổi một chút theo cường độ của ánh sáng chúng ta thấy nếu mà ánh sáng mạnh thì nó sẽ chuyển thành màu bạc đấy còn ánh sáng yếu thì nó chuyển thành màu sẫm khi nó chuyển màu như này chúng ta nhìn sẽ rất là lâu chán cái gam màu này thiết kế của Panasonic thì tôi thấy là vẫn luôn là đi đầu về về thiết kế rất là đẹp đi đầu về điểm thẩm mỹ nhá tất cả đều là kính tràn viền các bạn nhìn này rất đẹp nhá độ hoàn thiện của nó cao đánh rằng là rất nhiều thương hiệu đều làm kính tràn viền rồi thế nhưng mà tôi thấy là độ hoàn thiện của Panasonic thì vẫn là cao nhất có một đặc điểm chúng ta dễ nhận biết ở viền mạ Chrome này Ở những cái mẫu đời mới thì viền mạ Chrome nó đã thiết kế nhỏ và đặc biệt là ở những cái phân khúc cao cấp Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì ở Panasonic thì cũng có một số nhưng mà ít thôi Đó, những cái mẫu mà đời cao vẫn làm viền mạ Chrome to nhưng mà rất ít các bạn nhé Ở khu vực này chúng ta thấy là hãng họ sẽ ghi tất cả những cái công nghệ hay của cái mẫu tủ này ra Thì chúng ta nhìn chúng ta thấy là đây là một cái mẫu tủ được trang bị đầy đủ nhất tất cả các công nghệ mới của Panasonic đầu tiên chúng ta thấy đây là công nghệ Sikuling Acid này Sikuling Acid này là một công nghệ cấp đông nhanh đấy tiên tiến và Panasonic đi đầu để được tích hợp vào công nghệ này thứ hai là công nghệ Ecolavi cảm biến thông minh thứ ba là công nghệ Nano X đấy công nghệ diệt khuẩn độc quyền của Panasonic thường thường chúng ta thấy là ở những mẫu đời tủ đời trước của Panasonic thì sẽ được tích hợp công nghệ diệt khuẩn bằng Nano thôi thì những mẫu tủ đời mới này thì sẽ được trang bị công nghệ Nano X đó thiết kế thì vẫn là sáu cánh năm ngăn riêng biệt chúng ta sẽ cùng đi xem nội thất của nó nhé Quá đẹp luôn đúng không ạ? Phải gọi là xuất sắc, không thể có điểm trừ về điểm thẩm mỹ. Tôi chắc chắn rằng những khách hàng mà kỹ tính nhất thì các bạn cũng sẽ thấy ưng cái mẫu tủ này thôi. Quá đẹp các bạn ạ. Vì nó là một mẫu tủ hàng trưng bày sản xuất trong năm 2023. Thế nên là chúng ta sẽ không nói nhiều về độ mới vì nó như là một cái tủ mới chỉ thiếu thùng xốp thôi quá đẹp đúng không ạ tất cả các khay này là khay kính chịu lực toàn bộ với lại cái độ hoàn thiện rất là cao hệ thống đèn chiếu sáng để giảm điểm mù khu vực dưới này chúng ta thấy sẽ được trang bị một công nghệ cấp đông mềm ở khoang này đó và khoang này nhiệt độ nó sẽ đạt đâu đó là khoảng tầm không độ thì chúng ta sẽ để một số cái đồ ăn tươi để chúng ta nấu luôn trong vòng 1 đến 2 ngày để chúng ta không cần phải dã đông bên nhật thì họ để cá hồi họ ăn sống và chúng ta cũng có thể là sử dụng vào cái mục đích như thế này đó khi chúng ta mở tủ ra lâu thì nó sẽ nháy đèn để báo hiệu chúng ta biết. Khu vực bảng điều khiển nó sẽ nằm ở bên cạnh này để chúng ta điều chỉnh độ lạnh của các ngăn, ngăn đông, ngăn mát, ngăn đá rơi và điều chỉnh công nghệ cấp đông nhanh. Chúng ta thấy là đây là đang báo U10. Đó, nó báo chúng ta biết là cửa tủ đang mở ra lâu. Ở khoang cấp đông mềm này chúng ta có thể điều chỉnh về khoang mát hoặc là khoang đông mềm. Hiện tại tôi đang để khoang đông mềm thì đèn nó đang là đèn màu xanh chứa tia UV để diệt khuẩn. Còn nếu chuyển sang khoang mát thì nó sẽ là đèn màu trắng để chúng ta dễ nhận biết các bạn nhé. Đây là bảng thông số của tủ nhé Chúng ta thấy uh, ở cái mẫu 2023 này nó thiết kế các cái vị trí thông số nó hơi khác một chút. Đây tôi sẽ cho các bạn xem một số thông số này. Thứ nhất là dung tích lít sẽ là 600 lít này. Đấy dùng ga R600A là cái ga mà hiện đại nhất hiện tại là các mẫu tủ đang dùng này. Kích thước tủ chiều ngang là 68,5 chiều sâu là 74,5 và chiều cao là 1m 82,8. Uh, sản xuất trong năm 2023 và được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy dùng điện 100V. Cái mẫu này thì tiêu thụ điện 1 năm chỉ hết 252 số điện thôi. Rất là tiết kiệm điện đúng không ạ? Đó. Uh, có một cái khác là tôi thấy là ở đây là nó sẽ báo chúng ta hai cái mã lỗi để chúng ta biết. Hai cái mã này là hai cái mã phổ thông, ví dụ mã U10 như vừa nãy chúng ta xem đấy là nó báo cho chúng ta biết là cửa chúng ta đang không đóng chặt. Đó, nhiều thông số hơn ở cái mẫu mẫu tủ mới này. Đấy là một số cái thông số cơ bản các bạn nhé. Ở khoang trên này thì chúng ta sẽ để đồ ăn chín này, nước uống này và quả. Sạch sẽ và tách biệt. Khoang dưới này thì sẽ là một khoang đá rơi và một khoang đông nhỏ. Có điều khác biệt là khoang đông nhỏ này chúng ta sẽ được trang bị công nghệ Schooling Acid cấp đông nhanh. Các bạn muốn làm cấp đông nhanh thì các bạn hãy cho đồ ăn vào trong khoang này. Bật công nghệ Schooling Acid lên. Và khi mà thời gian của nó xong, nó sẽ báo chúng ta một bản nhạc để chúng ta biết. Đấy, với công nghệ cấp đông nhanh này thì thay vì một miếng thịt chúng ta làm đông trong vòng khoảng tầm 5 đến 6 tiếng thì công nghệ này nó làm đông miếng thịt chỉ trong vòng khoảng tầm 60 phút, nghĩa là trong vòng một tiếng thôi. Với cái công nghệ cấp đông nhanh như vậy á thì nó sẽ bảo quản thực phẩm được tốt hơn. Giữ nguyên được cái giá trị dinh dưỡng. Đó. Ở bên Nhật thì họ không chỉ cấp đông thực phẩm như thịt cá đâu mà họ còn cấp đông cả rau củ quả luôn. Chúng ta cũng có thể làm điều này các bạn nhé. Khi chúng ta đã cấp đông nhanh xong chúng ta hãy cho vào hộp và bảo quản ở khu vực bên dưới này là ngăn cấp đông thông thường. Ngăn cấp đông này thì nhiệt độ của nó sẽ đạt khoảng âm 18 độ các bạn ạ, để chúng ta để thịt cá lâu ngày. Bên dưới này thì sẽ là một khoang mát để chúng ta để rau. Như tôi đã chia sẻ ở rất nhiều clip thì con tủ Panasonic sẽ có một khoang rau rộng nhất trong tất cả các thương hiệu tủ. Bởi vì thiết kế của nó, lốc làm lạnh thì được đặt bên trên. Thường thường thì các cái mẫu tủ sẽ để lốc làm lạnh ở bên dưới ở trong khoang rau này thì chúng ta sẽ được trang bị công nghệ kiểm soát độ ẩm tự động bằng các con cảm biến ẩm các bạn ạ một mẫu tủ hàng trưng bày sản xuất trong năm 2023 với một cái dung tích lít rất ấn tượng là 600 lít thường thường thì chúng ta thấy là những cái mẫu tủ nội địa của Nhật thì nó chỉ có dung tích đâu đó loanh quanh khoảng 500 lít thôi đúng không ạ nhưng mà ở mẫu tủ này có dung tích 600 lít là một dung tích rất là lý tưởng để một quản đồ ăn các bạn nhé nếu các bạn mà đang muốn một mẫu tủ hàng trưng bày là một mẫu tủ uh, chất lượng cao cấp đảm bảo cho chúng ta tất cả các cái tiêu chí thứ nhất là về độ bền thứ hai về công nghệ đó và thứ ba là về thẩm mỹ thì đây là một mẫu tủ rất đáng để chúng ta chi tiền các bạn nhé mẫu tủ này ở phân khúc hơn 40 triệu nếu các bạn quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi hoặc đến xem hàng tại kho nhật bùi huy Đấy, các bạn hãy chờ đón các siêu phẩm tại kho nhật bùi huy vừa về các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại